em. Dạ. Từ giây phút này, từ khoảnh khắc này, em có thấy vui không? Dạ, em thấy vui lắm ạ. Sao anh lại cười? Anh cười giúp em mà, em vui mà. Chính thức từ giây phút này, mà thôi không cần khoảnh khắc này nữa nhá, anh tuyên bố nhá, mỗi một tháng anh sẽ chu cấp cho em 10 triệu để tiêu vặt thôi nhá. 10 triệu? Ừ. Để tiêu vặt? Chuẩn. Được không? Anh ơi, em không thở được. Kìa kìa kìa, em bình tĩnh. Nhưng mà nhiều như thế làm sao mà em tiêu hết được? Giời ơi, từ giây phút này, từ khoảnh khắc này, anh tuyên bố nhá, em phải tập tiêu tiền. Nhà anh không có gì ngoài điều kiện. Đây này, điện thoại này, 3 sim 6 sóng 18 mạng. Anh làm em vui quá. Ôi giời ơi. Thôi bây giờ thế này nhá. À chết, anh xin lỗi nhá, anh có điện thoại. Anh cứ tự nhiên. Alo. Cái gì? Đang bận nhá. Ở đâu á? Ở đâu còn lâu mới nói nhá. Rồi, thế nhá. Em, anh xong việc rồi. Ai thế hả anh? À, cái con Oxin nhà anh ấy mà. Ui giời ơi. Anh có cả Oxin? Ừ. Này, bố nó ốm, mẹ nó đau. Nhà vừa rồi gọi điện cho anh để thông báo. Anh cho luôn 30 triệu về để lo cho bố mẹ đấy chứ. 30 triệu? Ừ. Dành cho nhiều thế? Giời ơi, mình thương người mà em. Muỗi đốt iốt. Muỗi đốt inox. Yên tâm, nhà anh tiền nhiều mà. Anh không có gì ngoài điều kiện đúng không? Chuẩn rồi. Thôi bây giờ nhá, anh gọi thanh toán nhá. Em, thanh toán, thanh toán, thanh toán. Này, bây giờ này nhá, anh em mình sẽ đi bar. À thôi, anh sẽ chọn cho em một khách sạn 5 sao. Tối nay mình sẽ ngủ lại đấy. Rồi sáng mai anh sẽ đưa em sang Paris, mình sẽ ăn tối ở đấy. Paris á? Ừ, được không? Dạ, của anh chị hết 300 ạ. Sao? Em làm trò lên 301. Sao rẻ thế? Yên tâm đây. Nhà mình có điều kiện mà. Đây, đưa 500. Không cần trả lại nhé. Dạ, em xin ạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Nhá, đi. Dạ. À, em ơi, bây giờ em cứ ra ngoài trước đi. Đợi anh nhé. Rồi, đi nhá. Nhanh. Đợi nhanh anh nhá. Rồi. Này, lại này. Cái gì đấy? Anh cho em tiếp ạ? Không. Anh bảo này, vừa rồi là anh cho chú đúng không? Vâng. Thế bây giờ nhá, từ cái giây phút này, vâng, từ cái khoảnh khắc này, vâng, anh xin chú lại tiền. Xin gì? Anh cho em rồi mà. Cho đi từ lúc nãy, còn bây giờ anh xin chú đấy. Lấy sạch tiền nhá, cho anh lại. Đẹp dài thế. Thôi đi đi. À, này này, từ từ đi. Cầm này vào cho vào hộp. Tí nữa anh đi trên taxi anh uống nhá. Giúp anh cái. Vâng. Thằng đẹp trai đấy, nhìn như diễn viên. Tiền mất rồi. Anh đổ đấy. Ôi, em phải đưa bác đi tìm anh mãi đây. Đúng. Tôi đợi anh ở phòng trò mãi, không thấy anh về. Tôi phải bảo con Hoa đưa đi tìm anh. Cầm đây cho. Mẹ trước khi. À, con xin ý kiến đi ạ. Dạ dạ. Không ý kiến đi còn gì hết. Dạ. Không cho con nói. Không cho con nói một câu nữa ạ. Dạ. Không cần phải nói. Một câu. Tôi biết hết rồi. Ôi trời ơi, tôi nói để cho tất cả những người ở đây người ta cười cho. Cái đồ hư hỏng. Dạ. À đây sĩ diện à. À này, anh có biết không? Đã không có tiền thì còn sĩ diện đi vay nặng lãi cao để chơi bời, để bao gái. Ôi, anh biết bố anh ở nhà quê ốm nặng không? Ôi, bán cả trâu, cả bò, cả lợn, cả gà đi. Ôi trời ơi, đồ mất dây. Đồ mất dây. Hoa. Mẹ. Hoa. Đồ mất dây. Hoa. Đồ mất dây. Có yêu anh không? Dạ có ạ. Có thương anh không? Dạ có. Thế đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, mẹ. Không về, để cho nó vào trận thằng mất dậy này. Mẹ thương con, mẹ thương con. Thôi bây giờ mẹ con xin nhá. Con xin mẹ. Không xin. Bây giờ này, mẹ ở Hoa cứ về phòng đi. Xong là con xong việc phát là con xử lý xong vụ này phát là con về luôn. Dạ. Tôi nói cho anh hay, anh không về nhá, tôi đập cho anh tuốt xác ra. Anh chết rồi. Về đi bác ơi. Đi về đi. Xong anh về luôn nhá. Biết rồi. Đi đi. Rồi ạ. À. Rồi ạ. Từ giây phút này, từ khoảnh khắc này nha, anh đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Kẹo rồi, xin. Ô xin.
khoảnh khắc này nhá, tôi tuyên bố phá sản. Mẹ ơi, mẹ trả nợ cho con, mẹ ơi. Mình chán chết. Ô, bà mệt à? Không, chả làm sao cả. Không mệt à? Không mệt. À, bà nhớ ông à? Chả bố chị, tuổi này cô còn nhớ nhung cái gì. Bà chả làm sao cả. Chả là một tháng rồi lên đây, có đi làm cái gì đâu, cứ quanh ra lại quẩn vào. Bà cứ ăn uống thế này rồi lại đến tốn kém của cô chú. Ô, bà sợ tốn kém á? Ôi dồi ôi, cháu nói bà nghe nhá. Bà sợ cái gì là không nói, nhưng mà bà sợ ở đấy thì bà không phải lo. Cô chú à, tính hết rồi, bà không phải lo. Nói thế là nói nhảm. Ôi giời ơi, nhưng mà cháu mà nói ra bà bắt cô chú cháu bị đuổi việc ngay. Bà hứa bà không nói cơ. Cái quần này hôm nay để úp mở. Nói bà nghe xem nào. Cháu nói bà nghe nhá. Cháu thấy cô chú bảo ấy là bà đi lên đây là nguồn thu nhập chính cho cái nhà này luôn. Vô thì xử chị, bà già rồi làm sao ra tiền nữa. Bà không tin à? Rồi ôi bà ơi, bà là nguồn thu nhập chính, bây giờ bà kiếm được đầy tiền luôn. Cháu bảo là mày nói bà chả hiểu gì cả. Tức là gì cả? Không à, cháu không nói ra. Bà phải hứa là bà không được nói thì cháu mới nói cơ, không là cháu bị đuổi việc ngay. Khổ quá, được rồi, bà hứa. Nói bà nghe xem nào. Cháu nói bà nghe nhá. Hôm trước ấy, cháu thấy cô chú nói chuyện với nhau. Là tháng trước, chú chỉ bị đau lưng có tí thôi, đi vào viện nha. Úi dồi ôi, bà biết không, kiếm được mấy trăm triệu luôn. Thế nên là bà ở đây, bà càng ốm nặng càng tốt. Phối vui cái mồm mày đi. Bây giờ bà mà ốm này khổ thân cô chú ra để tốn kém chứ được cái gì. Mày phải mong bà khỏe chứ để bảo bà ốm thế à. Bà chả hiểu cái gì. Chán á, không nói với bà đâu. Này, cái con bé này, mày mà không nói là bà đuổi việc đấy nhá. Nhưng mà cháu nói ấy, bà phải hứa là bà không được nói cơ. Bà mà nói cháu bị đuổi việc ngay. Được rồi bà hứa, nói đi thế nào. Cháu nói bà nghe nhá. Hôm trước ấy, cháu thấy cô chú nói chuyện với nhau. Thế à, cô bảo là bà đến đây ăn sung mặc sướng, khỏe ré, chả ốm đau thì sợ, chỉ muốn ăn rửa ri ấy bà. Thế chú bảo sao? Chú bảo là ấy, bà ra rồi, kiểu gì mà chả ốm, mà còn ốm nặng ấy. Ôi dồi ơi, chỉ cần bà ốm nặng một cái cho vào viện à, người ở công ty người ta đã nôn được cả tỷ luôn, mấy trăm triệu là cái gì. Ôi dồi ôi, ôi dồi, khổ thật rồi. Ôi con ấy là con. Bà ốm à, ốm à, ốm à, ủ mày quá. Để cháu gọi điện báo cáo chú kiểu gì cho được thưởng. Alo, chú à, chú ơi, chú, báo cáo chú, bà ốm rồi, ốm rồi. Thế bây giờ phải làm gì hả chú? Tốt, cháu biết tốt rồi, nhưng bây giờ phải làm gì ạ? Chú về đưa bà đi viện nhá. Vâng, để cháu chuẩn bị nhá chú nhá. Bà ơi, đi viện. Còn lâu tao mới ốm nhá, tao chẳng làm sao hết. Đi vào dọn đồ cho tao về. Còn với cái tên thế là cùng. Ôi, tao chết rồi, tao chết rồi. Này cô chắc... thầy Linh, chắc nơi này không? Chắc thầy Linh. Nhưng mà chị bảo đây, Linh nhà có cái linh thiêng lắm đúng không? Không phải, thầy này tên là Linh chị ạ. Nói thử là thầy Linh tên là Linh cho xong. Ok, nhưng mà ý em là thầy này linh thiêng thật. Tuy là bói dạo thôi, nhưng mà linh lắm nhá. Nhưng mà cô đã xem ngày nào chưa mới biết. Ngày nào tháng nào em chả lên đây xem. Thế á,
Ngày nào trước khi đi ra đường em phải gọi điện cho thầy, nhờ thầy xem là hôm nay con đi ra đường con bước chân trái bước chân phải này, xây nhà em cũng nhờ thầy này, đi công tác em cũng nhờ thầy này, thậm chí nhá, đẻ em cũng nhờ thầy luôn. Cái gì? Đẻ cũng nhờ thầy á? Không phải ý chị nghĩ đâu nhá. Mà là năm nay em đẻ thì là có hợp tuổi với cả vợ chồng em không ấy. Nhưng mà tóm lại là thầy xem chủ yếu về cái mục gì? Tình yêu và tham vọng. Tình yêu á? Tình yêu thì chị hiểu, nhưng mà tham vọng là thế nào? Thì như chị ấy, bây giờ có tuổi rồi mà muốn lấy chồng hả? Thì đấy là tham vọng của chị đấy. Bí mật nhá, một lát nữa thầy mà ra là không được nói là tôi chưa có chồng, nhớ chưa? Không được nói gì. Rồi, yên tâm. Nghe thấy hết cả rồi. Dạ, em chào thầy ạ. Muốn bí mật ý, thì đừng có bao giờ nói ra nhá. Dạ. Ngồi xuống cả đi. Dạ vâng ạ, lạy thầy ạ. Dạ lạy thầy ạ. Dạ trốn thầy linh thiêng quá, mát mẻ quá. Chỗ này ấy là chỗ thầy làm ăn. Dạ. Chứ không phải là cái chợ. Dạ. Mà con mồm con cứ như là tép nhảy. Dạ thầy thông cảm, con đi tính con nó thế rồi đấy thầy ạ. Vui quá rồi đây này. Dạ. Chưa biết buồn là thế nào ạ? Dạ. Thầy nói buồn là buồn thế nào ạ? Tội gì phải buồn ạ thầy? Ừ, đúng rồi, tội gì phải buồn thì đến đây làm gì? Dạ thưa thầy, con đến đây để xem. Biết thầy rồi, nghe thấy rồi. Dạ. Tình yêu chứ gì? Dạ vâng ạ. Ôi thầy chuẩn thế, không biết được. Được rồi, để thầy xem cho. Tên? Dạ, tên chị ạ? Dạ, con là Trà My ạ. Trà My ạ? Dạ. Tuổi gì? Dạ, tuổi Mùi. Dạ, con tuổi Mùi ạ. Dê lắm. Dạ, thầy ơi, con có dê đâu. Sao cứ cãi thầy hết nhẹm thế nhở? Thế con muốn xem không? Thế con có xem mà. Thế con bảo là con tuổi Mùi, đúng không? Thì tuổi Mùi không là con dê thì là con gì? Con là tuổi con dê chứ thầy bảo con dê lắm. Bảo nào mày 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 sao lại nghĩ thầy đang thắc mắc đây này. Dạ vâng ạ. Tuổi dê mà ế nhỉ. Dạ. Sao lại khó nhỉ. Dạ thế chứ lị. Để thầy xem nha. Dạ. À. À đưa tay. Dạ. Mãi bên nhau thầy nhé. Ừ. Ôi ai ui đau quá thầy. Thế đi về đi, không xem nữa. Thầy ơi, thầy nể tình con là khách quen. Thầy dựa xem giúp con là chị con xem sao gần này tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Dạ. Nể tình của con một lần thôi nhé. Dạ, dạ, dạ. Không vâng, có lần thứ hai đâu. Vâng ạ, vâng. Nghe dạ, chưa? Dạ, thưa thầy. Con thay đổi thái độ ngay bây giờ đi ạ. Hai chị em là hai chị em ruột á? Dạ, đây là chị họ con ạ. Cùng cha khác mẹ ạ. Bao nhiêu cái duyên dáng ấy thì dồn hết cho cô em rồi. Khẩu nghiệp. Thôi được rồi. Nể tình cô em, nể cái duyên dáng của cô em mà tôi chiếu cố cho cô chị. Dạ. Dạ. Trật tự đi. Dạ vâng ạ. Đừng có nhấc cái mép nữa. Mím mồm vào. Để thầy dò nhỉ? Dạ. Thầy, chữ ngang sao thầy lại dò dọc rồi thầy? Rồi đọc. Dạ, vâng, con không dám ạ. Dạ, con không dám ạ. Dạ. Trứng đổi khôn hơn vịt. Dạ. Giỏi thì đã làm thầy rồi. Dạ, con xin lỗi ạ. Nghe đây này. Dạ, vâng ạ. Đường tình duyên không chắc trở sóng gió nào đâu. Dạ, rồi sao nữa thầy? Tí sóng gió đâu. Thầy ơi, rồi sao nữa thầy? Đừng có hỏi. Dạ. Thầy làm sao thầy? Đau quá. Thầy ơi, chờ thầy một phút nhá. Thầy ơi, làm sao ấy thầy? Chờ thầy. Thầy ơi. Ôi dồi ôi thầy, em thấy không? Thầy phán là đường tình duyên không chắc trở sóng gió nào đâu. Đấy, cái tình duyên của chị có sóng gió đâu, có chắc trở đâu. Nó mở toang thế cơ mà. Chứng tỏ nhá, duyên của chị chưa phải là muộn nhá. Này, trâu chậm uống nước trong đấy. Thôi, bây giờ đi về thôi. Tớ đợi cho thầy ra phán nốt đã. Phán cái gì? Phán thế là hiểu rồi, cần gì phải phán nữa. Mà tí nữa thầy ra đây còn mất tiền. May quá mình chưa đặt què. Đi về. Thế là hiểu rồi. Đường tình duyên không chắc trở sóng gió nào đâu. Thế là quá hiểu rồi.
Nhẹ hết cả. Đâu rồi? Xem chay à? Đã hết đâu? Ăn đi. Này, sao bảo mời em ăn tôm hùm với cả cua hoàng đế rồi mà sao lại bây giờ lại có mỗi gà với lạc này? Tôm với cua là ra sau, bây giờ ăn tạm cái này đi á. Mà gà ở đây là ngon nhất ý, hiểu chưa? Cực này, ngon luôn. Em nói cho chị biết nhá. Thoát ế rồi là phải mời em một bữa ra trò đấy. Thì mời ra trò mà yên tâm. Cái bữa hôm nay á, anh Hùng lo. Yên tâm. Đâu đấy? Thật Hùng. Hùng lo chứ còn ai lo nữa. Nhưng mà em vẫn lo lắm. Lo cái gì mà lo? Biệt danh chị là Mi Bom, em sợ hôm nay lại bom cho mà xem. Giời ơi. Cái lo. Từ ngày đến gặp thầy Linh đến bây giờ chị cảm giác như kiểu phong thủy đổi ấy nhỉ? Nó đổi vận ấy. Này, hàng dài luôn. Ôi trời ơi, có mà xếp hàng luôn. Tự nhiên là duyên nó cứ ập đến. Sướng. Yên tâm. Này, thế nhưng mà thoát ế như này thì em gọi thêm mấy món nữa được không? Tẹt. À thôi, không cần phải gọi nữa, chị gọi sẵn sau em rồi. Em ơi, xong của chị chưa, mang như chị nào? Đấy, tiếp tục. Ui giời ơi. Chị xin gà rắc muối hả em? Thơm. Đấy, ok. Mà có muối hai chị em mình ăn mà trông như dỗ bố nhà người ta. Này, đang phui cái mồm cô đi, đang ăn điểm cái đi dỗ nó chả vào đây. Này, nhưng mà liệu các anh có đến thật không đấy? Sao đấy không đến thật? Chị biệt danh là Mi Bom, em sợ hôm nay lại bị bom lắm. Sợ cái gì? Không có sợ cái gì. Này, chứng minh nhé. Nghe đây, alo nhé. Đầu tiên là anh Hùng. Anh Hùng hẹn là hôm nay chiêu đãi mà. Toàn phần. Gọi đi, im. Alo, anh Hùng ạ? Dạ, em Mi đây ạ. Dạ vâng, hai chị em ở nhà hàng rồi ạ, chờ anh ạ. Dạ vâng ạ. Sao tự nhiên lại tắt máy nhỉ? Thôi chết rồi. Lại bị bom rồi. Bom được bom thế nào hay là... Thôi. Nếu mà Hùng bom cái gì, ta gọi cho anh Huy luôn. Riêng anh Huy lúc nào cũng ok luôn. Thật á? Qua hẹn chị đi ăn, chị có đi đâu. Ôi ui. Im lặng. Em bắt đầu hâm mộ chị rồi đấy nhá. Đấy, đã bảo là duyên nó đã đến rồi, nó cứ ầm nó đến. Nghe đi. Anh à? Vâng ạ. Em Mi xinh tươi đi ạ. Dạ, vâng. Anh ơi, anh ra nhà hàng với bọn em được không? Dạ. Sao lại tèo là thế nhỉ? Lại tèo à? Ừ. Thôi, thế là lại gì, lại bị bom rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.